Hôm nay ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ, chủ trì buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác do ông Bùi Văn Thạch, Phó Tránh Văn phòng Trung ương Đảng làm trưởng đoàn về kiểm tra công tác văn thư lưu trữ của Đảng. Thời gian qua, Thành ủy Cần Thơ đã lãnh đạo, chỉ đạo Văn phòng Thành ủy và các tổ chức Đảng trực thuộc thực hiện nghiêm túc quy định về chế độ bảo quản, quản lý, bảo mật tài liệu lưu trữ. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào nghiệp vụ văn thư lưu trữ và các phần mềm ứng dụng trong quản lý, xử lý văn bản được thực hiện bảo mật theo quy định. Bên cạnh đánh giá cao kết quả đạt được, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Bùi Giang Thạch cũng lưu ý thành phố cần tiếp tục làm tốt công tác quản lý, lưu trữ tài liệu, nhất là tài liệu liên quan đến bí mật nhà nước, đảm bảo an toàn an ninh thông tin. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Văn Hiểu yêu cầu văn phòng Thành ủy tiếp thu ý kiến của đoàn công tác để kịp thời chứng chỉnh, khắc phục những hạn chế trong công tác văn thư lưu trữ, từ đó hướng dẫn cho các đơn vị trực thuộc, đảng ủy các quận huyện và cơ sở thực hiện. Kịp thời đề xuất cấp thẩm quyền giải quyết những hạn chế vướng mắt trong thực tiễn công tác. Trước đó, đoàn công tác văn phòng Trung ương Đảng đã kiểm tra công tác dân thư lưu trữ tại quận ủy Ninh Kiều.